Hello, Út Vĩnh Design chào các bạn. Hôm nay, Út Vĩnh Design sẽ tạo lại một cái file video hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái chương trình quản lý ảnh ACDC 12 để chúng ta nén lại các file ảnh đó và chúng ta sẽ gửi hàng loạt ảnh trong Gmail. Sau đây là tuy rằng cái đề tài này Út Bỉnh đã hướng dẫn nhiều lần, nhưng mà do yêu cầu của cô Bích Nam, Út Bỉnh sẽ tạo lại cái file video này chỉ ngắn gọn là sử dụng nén và gửi bằng email. Sau đây chúng ta sẽ lần lượt thực hiện như sau. Trước hết thì các bạn sẽ nhập cái đường link rút gọn này vào trong cái cửa sổ trình duyệt để các bạn download cái phần mềm ACDC 12 về. Dung lượng nó gồm có 56,58 MB. Riêng những người bạn mà Út Bỉnh đã tặng dĩa thì có sẵn chương trình này, và trong đó có hướng dẫn một cái file cài đặt. Sau khi bạn cài đặt qua những bước đơn giản thì chỉ cần nhập số serial vô là có thể xài được lâu dài chương trình này. Bây giờ các bạn đã download và cài đặt xong bằng vài bước đơn giản, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành như sau. Trước hết chúng ta sẽ bấm socket của chương trình. Đây là cái chương trình ACDC 12. Chương trình này tuy rất cũ nhưng mà nó có tính ổn định và rất là hay, tại vì chúng ta không cần sử dụng hết tất cả các chức năng của nó. Do đó chúng ta không cần phải xài cái phiên bản mới nhất là ACDC Pro 6, 7 hiện nay, mà chúng ta chỉ cần xài cái phiên bản ACDC Photo Manager 12 là đủ rồi. Bây giờ chúng ta nhấp lên cái socket của chương trình. Đây là giao diện của chương trình. Bây giờ chúng ta đến những cái ảnh chúng ta mở ra. Ở đây tôi ví dụ là tôi mở những cái hình ảnh một cái buổi sinh nhật. Các bạn vô trong cái tab view, bạn chọn thumbnail, nó sẽ xuất hiện ra các ảnh nhỏ này. Bây giờ ví dụ như tôi chọn hai bốn sáu mười hai hai mươi bốn, tôi chọn 25 tấm ảnh này, tôi giữ phím shift, tôi chọn tấm ảnh thứ nhất và tôi giữ phím shift của cái ảnh cuối cùng. Tôi xin làm lại, tôi giữ phím ảnh đầu và tôi giữ phím shift, tôi nhấp cái ảnh cuối cùng. Như vậy là tôi chọn đúng 25 tấm ảnh. Bây giờ tôi cần phải thu nén dung lượng nó lại. 25 tấm ảnh này nó có dung lượng là 61 MB và kích cỡ của nó thì rất là lớn. Bây giờ tôi cần thu nhỏ dung lượng ảnh này lại để gửi email đi. Các bạn chú ý vào cái menu patch và bấm cái nút sổ xuống, các bạn chọn resize. Nó xuất hiện ra cái cửa sổ patch resize image. Các bạn chọn size in pixel và trong wide các bạn nhập 800, trong height các bạn nhập 600. Sau đó các bạn nhấp nút Start Resize. Ở đây nó gồm có 19 file. Tôi đã chọn 19 file và nó đã resize xong. Bây giờ tôi Ctrl X để tôi cắt những cái ảnh resize này lại. Ctrl X là tôi cắt những cái ảnh tô màu trắng này lại. Và tôi ra desktop, tôi tạo một cái new folder. Tôi để là B anh nè. Enter. Và tôi cộng trên V. Tôi đã dán 19 cái ảnh này vào. Bây giờ tôi khảo sát một cái ảnh nó thì nó một cái ảnh này nó chỉ có kích cỡ bề ngang là 800x499 và dung lượng nó chỉ còn 218. Và tổng dung lượng của nó thì chúng ta
vào property nó chỉ còn có 3 mê 4 mốn, trong lúc đó hồi nãy là chúng ta 61 mê, bây giờ chúng ta thâu nhỏ lại còn có 3 mê 4 mốn mà thôi, 3 mê 5 ba mà thôi. Bây giờ bạn đã có những cái ảnh này rồi, các bạn cần phải đổi tên nó. Bây giờ những cái ảnh này bạn đang chứa ở ngoài desktop trong cái folder tên là BN nè. Bây giờ các bạn bấm một cái, bạn giữ phím shift và bạn bấm cái ảnh cuối cùng để các bạn chọn hết. Bây giờ cũng vào một cái menu batch, bấm sổ xuống và chọn rename. Các bạn bấm hai dấu thăng và ở đây khởi đầu bằng số 1. Sau đó bấm nút start rename. Nó sẽ đặt tên lại là ảnh 01 đến ảnh 19. Như vậy là các bạn đã có 19 ảnh đã thu nhỏ dung lượng. Các bạn muốn coi dung lượng từng tấm ảnh thì các bạn vào cái nút view, bấm vào cái nút detail. Ở đây nó sẽ liệt kê ra kích cỡ của từng ảnh là 800 bề ngang đồng kích cỡ, và dung lượng của mỗi ảnh là khoảng 200, 100 mấy 200, rất là nhỏ, để các bạn gửi email đi. Rồi, như vậy tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn là thu nhỏ hình, cách chọn lựa và dùng chương trình ACDC để thu nhỏ hình lại, và sau cùng là chúng ta rename nó. Bây giờ chúng ta đến giai đoạn tiến hành là vào Gmail để gửi ảnh đi, thì cũng rất là dễ dàng. Bây giờ bạn vào hộp thư Gmail của các bạn. Ở đây tôi vào cái hộp thư ucbinhdesign@gmail.com, tôi nhấp vào nút Gmail và đây tôi giữ phím shift, tôi bấm lên cái nút soạn để cho nó hiển thị ra cái khung soạn thảo to. Bây giờ tôi gõ nhập chữ gửi tặng 19 ảnh sinh nhật. Bây giờ tôi bôi hết cái này, bôi đen lên, tô đen lên và tôi bấm chữ B để cho nó thấy, và tôi bấm chữ ngay chỗ cái nút TT này, tôi bấm chữ rất lớn thì nó sẽ lớn, và tôi tô màu nó màu đỏ. Bây giờ gửi tặng sinh nhật, tôi gửi 19 tấm ảnh này bằng cách nào? Tôi copy cái này làm tựa. Và tôi nhấp vào cái nút đính kèm tẹp, đây là cái kẹp, bấm lên. Và tôi đến cái nơi mà tôi đã lưu ảnh là desktop, folder tên là BN. Nó xuất hiện 19 ảnh, tôi chọn hết và tôi nhấp nút open. Nó bắt đầu tải từng tấm ảnh này lên Gmail. Nhiều. Làm có đủ. Như vậy nó đã gửi xong tất cả những cái ảnh này lên Gmail. Và bây giờ bạn đặt cái tiêu đề, bạn copy vô, và người nhận ở đây bạn gõ tên người nhận. Sau khi tôi nhập xong tên người nhận rồi thì tôi bấm nút gửi. Như vậy là nó báo lỗi. Sau khi tôi nhập địa chỉ xong rồi tôi bấm nút gửi. Như vậy tôi đã gửi xong cái thư đi. Tóm lại là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách dùng cái chương trình ACDC để thu nhỏ ảnh lại và để gửi thư Gmail. Chúc các bạn thành công và vui vẻ. Ucbinhdesign chào các bạn.